đồng chí Phến, đồng chí Sơn, đồng chí Hoàng, cơ động về trung đội. Rõ. Rõ. Tiếp tục. Hôm nay không những tiếng nổ to hơn mà nó còn gần hơn nữa. Hai lần nổ đầu thì mình có vẫn giật mình. Nhưng mà đến lần nổ thứ ba ấy thì mình thôi, mình buông xuôi, mình thả lỏng. Cái đoàn gái là mình chả biểu hiện gì, hai đồng chí nhất cho đi xuống. Bị giật mình là phải ở lại cho đến khi nào hết giật mình thì mới được về. Đồng chí Lập, đồng chí Hải về vị trí. Đó, đó. Đồng chí Tuấn về vị trí. Đó. Cứ bị theo kiểu quán tính ấy, là cứ đùng nó làm chớp mắt. Đùng, nó chớp mắt một cái. Sau đó thì em mới hiểu là à, đồng chí bảo là không có động bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, thì em mới giữ nguyên con mắt. Thì sau đó thì mới hiểu được là cái tiêu chí. Hai đồng chí đứng sát vào gần nhau. Không được để bất kỳ chỗ nào trên cơ thể run. Qua kiểm tra về cái việc là nghe tiếng nổ, từng bước các đồng chí đã làm quen, nhưng mà đề nghị hai đồng chí tiếp tục cố gắng hơn nữa. Được chưa? Rõ. Về hàng. Nhìn bên phải. Thắng. Ơi. Nội dung tiếp theo. Trung đội tổ chức hội thao đánh giá kết quả dùng đường nổ tiêu diệt mục tiêu. 8 chiến sĩ mới được chia làm 4 đội, theo đội hình tổ chiến đấu 2 người. Mỗi lượt hội thao, hai đội sẽ đồng thời thực hiện trên hai giải thao trường được bố trí song song. Nhiệm vụ của từng đội là vận dụng các tư thế vận động chiến trường, vượt qua các bãi vật cản được sắp xếp liên tiếp nhau. Trên quãng đường vận động sẽ có bố trí mìn vướng nổ tượng trưng là những chiếc chuông treo trên sợi dây mảnh. Trường hợp tổ chiến đấu có chiến sĩ vướng mìn sẽ ngay lập tức bị loại. Đội 2, đồng chí Cường hy sinh. Đồng chí còn lại vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, tiến đến vị trí hầm gỗ có chứa đồ dùng gây nổ. Một chiến sĩ nhanh chóng thu thập và tiếp cận vị trí mục tiêu đặt bộc phá. Một chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới và yểm trợ phía sau. Khi bộc phá nổ là thời cơ để tất cả nhanh chóng xông lên tiêu diệt sinh lực địch. Thành tích được tính bằng thời gian thực hiện nhiệm vụ của mỗi đội. Điểm lưu ý quan trọng nhất trong thử thách này là trong quá trình thực hiện, khi đối mặt với sự bất ngờ, đối mặt với các yếu tố nguy hiểm ở ngoài cảnh, người chiến sĩ phải thật sự bản lĩnh, bình tĩnh, vượt qua sợ hãi để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vừa rồi, tôi đã phổ biến về nội dung hội thao đối với các đồng chí chiến sĩ mới. Xem các đồng chí còn ý kiến nào chưa rõ, chưa hiểu. Mời các đồng chí phát biểu. Đứng sang bên phải. Các đồng chí đứng thành đội hình hàng dọc, ai vận động trước, ai vận động sau. Các đội kiểm tra công tác chuẩn bị báo cáo. Đồng hồ về không. Hai đội sẵn sàng. Tiến hành vượt qua vật cản. Hạ thấp thân người.
hoạt động khẩn trương. Phải bình tĩnh. Trong thực tế, khi vượt chướng ngại vật sẽ gặp rất nhiều tình huống. Bình tĩnh, vượt qua vật cản. Phải chú ý, đang gần địch, vận động rất thấp. Mắt luôn quan sát mục tiêu. Đồng lập quay lại. Vận động bằng tiến thấp. Đồng chí lập cảnh giới cho đồng chí phế. Như thế tiếp tục tiến. Lập nằm tại vị trí cảnh giới. Kiểm tra các thùng đạn. Như là tắm xuống. Đồng chí Lập cơ động lên vị trí cảnh giới đồng chí phết. Tiến. Tắm xuống. Đồng chí phết lên đột phá. Xong.
ngủ, sản xuất bởi Viettel Media. Nói sao? Ben, năng lượng chuẩn xác. Ơi! Hey! Hey! Các đội đã sẵn sàng, đồng hồ về không. Sẵn sàng. Tiếp. Vận động nhanh, vận động nhanh. Vận động sát, sơn vào. Tuyến thân người, hạ thấp thân người. Hiếu tiếp tục vận động. Thấp, cú thấp tàu xuống. Bò lên. Đúng rồi. Từ từ. Qua được cái khẩn trương ngay, khẩn trương ngay. Vận động lên tiếp vận là thui. Đồng chí Hà chú ý, hiện nay chú Hoàng gặp khó khăn. Được không? Đồng chí Hoàng. Đồng chí Hoàng vận động khẩn trương. Hiếu vận động nhanh, Hiếu vận động nhanh. Hiếu chú ý, dây mìn vướng. Tiếp tục, tiếp tục. Tốt. Cố gắng, cố gắng. Hoàng chú ý, bình tĩnh, vượt qua chướng ngại vật. Đồng đội đang đợi đồng chí Hoàng phía trước. Đồng chí Hà, đồng chí Hoàng vận động khẩn trương. Sử dụng tư thế thấp. Hà chú ý, cơ động lên vị trí nằm bắn phía trước, cảnh giới cho đồng chí Hoàng Tiên.
Đồng chí Hiếu vận động trước, Hiếu vận động tiếp cận vị trí điểm trợ. Đồng chí Hoàng bình tĩnh. Bình tĩnh. Chị bình tĩnh. Nào. Hít thở sâu bình tĩnh. Nhiệm vụ của đội là quan trọng nhất. Lên. Chạy. Giữ chắc tay, điểm hóa. Chạy về. Đưa tay, mở khóa. Đứng lên. Luôn quân đội ở bên đồng chí. Đứng dậy, đeo súng. Lấy một phá. Đội 1 hoàn thành nhiệm vụ. Vũ vật chất, nhanh chóng cơ động về sau. Điên. Cầm đi. Đi qua. Trước khi tôi công bố kết quả, đối với nội dung này thì mời đồng chí Hoàng cho ý kiến phát biểu. Dạ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi đã chậm chạp khi mà đứng trước nỗi sợ của mình. Lúc đấy là tôi cảm thấy rất là hoảng và tôi cảm thấy rất là giật mình. Tại vì thực chất là tôi nhìn thấy có một con rắn bé hơn. Và tôi nghĩ rằng là chắc là chỉ có cái con rắn bé ở đấy thôi. Có một cái khoảng thời gian là khi mà hai đội thi đấu trước thì tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mình. Tôi rất tập trung, nỗ lực vượt qua những chướng ngại vật ở trước. Thì khi mà tôi mở chiếc hòm ra thì tôi đã giật mình và đã làm mất thời gian của đội của mình. Tôi xin lỗi đồng đội của mình. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua được nỗi sợ của mình. Tôi cảm ơn đồng chí chỉ huy và đồng chí đấy đã đồng hành cùng tôi, đồng chí Hải đấy, đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ của mình. Và cuối cùng thì chúng tôi, tất cả chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là tốt. Liệu những giọt nước mắt đấy có xứng đáng? Có xứng đáng. Mục đích chính của nội dung hội thao ngày hôm nay chính là vượt qua sợ hãi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Đó cũng chính là đặc thù nhiệm vụ của người lính. Các đồng chí có vượt qua được nỗi sợ hãi, các đồng chí có dám xả thân thì các đồng chí mới có thể bảo vệ được những cái gì mà các đồng chí muốn bảo vệ.
Tôi công bố thành tích như sau. Xếp thứ nhất, đồng chí Hiếu và đồng chí Sơn, 3 phút 59. Ôi. Xếp thứ hai, đồng chí Hoàng, đồng chí Hải, 4 phút 37. Chúc mừng đồng chí. Xếp thứ ba, đồng chí Phến, đồng chí Lập, 6 phút 37. Xếp thứ tư, đồng chí Tuấn, đồng chí Phát, 6 phút 45. Tôi cũng rất muốn hỏi cảm xúc của những đồng chí mà những ngày qua đã gần như kiệt sức. Trước hết là tôi mời ý kiến của đồng chí Hiếu. Báo cáo trung đội trưởng, thì cái động lực tôi có để phấn đấu cho những ngày sau là đang rất là cao. Và hôm nay cảm giác tôi đã cố gắng hết mình và đạt có một cái thành tích nào đó mà tôi cảm giác rất là vui về bản thân tôi. Dạ, tôi quên câu hỏi ạ. Tôi chỉ hỏi cảm xúc của đồng chí Hiếu thôi. Cảm xúc của tôi hiện tại bây giờ là thật sự tôi rất là tự hào. Tôi nhận đúng là thử thách đầu tiên mà tất cả mọi người đều đã làm và cũng thành công. Bất cứ có chậm hay nhanh, nhưng mà tất cả mọi người không ai phải làm lại. Không phải hy sinh. Đó, trong cái thử thách này ạ, tôi và đồng chí Hải sáng nay có một chút vấn đề về sức khỏe, nhưng bọn tôi cũng đã cố gắng hết mình và quay lại và tham gia thử thách ạ. Thì đúng là tối hôm qua tôi có không ngủ được một đêm, cũng là đến từ nhờ ơn đồng chí Hiếu. Nên là đến sáng ngày hôm nay thì cả tôi và đồng chí Hiếu đều có một chút vấn đề về sức khỏe. Như vậy là có một cái mối quan hệ tương đối là loằng ngoằng. Nhưng khi mà tôi quay trở lại với hội thao và được sát cánh cùng những người anh em thì tôi cảm thấy đấy là một cái niềm vinh dự và rất hạnh phúc của tôi. Và cái này tôi gửi riêng đến đồng chí Hoàng. Và khi vừa nãy đồng chí có lời xin lỗi thì đối với tôi là đồng chí làm rất tốt phần thi của đồng chí không có lỗi gì cả. Và tôi rất tự hào khi được đứng cùng với cả đồng chí. Ủa đồng chí. Và cho tất cả những cái đồng chí còn lại trong team, thì nếu đây thực sự là một trận chiến ngoài đời thực thì cái niềm vui nhất của tôi, niềm hạnh phúc của tôi là toàn bộ đội của tôi vẫn sống sót mà không có ai bị hy sinh. Tôi xin hết ạ. Chúc mừng các đồng chí. Với kết quả hội thao như vừa rồi, hỏi các đội các đồng chí còn ý kiến nào khác? Hết. Buổi trưa ngày hôm nay, những đồng chí có nội dung liên quan đến lễ tiết tác phong không bảo đảm trong kiểm tra sáng, các đồng chí làm công tác chuẩn bị. Khi có lệnh của tôi, các đồng chí bắt đầu tổ chức thực hiện. Các đồng chí đã chưa? Rõ. Bắt đầu thực hiện. Sau nhập ngũ, sản xuất bởi Viettel Media. Rồi, thành hai ngang. Đó. Nhìn bên phải, đứng. Đối với nội dung công việc buổi sáng nay tôi đã triển khai. Nội dung này các đồng chí phải tự kiểm điểm nghiêm túc. Buổi trưa ngày hôm nay tổ chức khắc phục. Đồng chí Hiếu, đồng chí Lập, đồng chí Hoàng trưa nay thu toàn bộ mũ của trung đội lại, giặt cho cả trung đội. Đồng chí Tuấn giao cho đồng chí Sơn, đồng chí Sơn cạo râu cho đồng chí Tuấn. Rõ. Bây giờ các ông chí đi thu mũ, bắt đầu việc. Rõ. Rõ. Sạch cũng đưa. Sạch cũng đưa đây. Đồng chí Vũ đưa đây. Em vẫn giặt máy giặt. Thế nhưng mà đây là mình được giặt bằng tay cơ. Mình được giặt thủ công. Chưa bao giờ phải cạo râu cho một người đàn ông khác. Ông Tuấn này là ông đầu tiên mà tôi cạo râu cho đấy. Đẹp
Giống như cái đèn đó. Nếu như không phải trong quân đội nghe nó có một cái gì đó rất là kỳ đúng không? Check hàng. Ok ạ. Được rồi. Rồi. Có nhân thực sự không? Một giờ. Lấy ra một việc quan trọng. Hả? Quan trọng. Em lấy cái em lấy cái gì để mình vệ sinh được với nó đi. Có bàn chải. Ờ, có đánh với chồng. Thôi. Bằng chải là để lớn, bằng chải lớn để trà rửa món cốm. Anh ơn đồng chí, cho tôi mượn tạm một thời gian nha, chút xíu. Chào. Bao nhiêu để em nhé? Bây giờ mình chia ra để trà. Anh tráng nha, anh lập tráng nha. Để em tráng đi nữa nha. Hy vọng là trung đội trưởng không biết việc này. Rồi, xong. Rồi, các đồng chí nào phụ giúp các đồng chí về đơn vị. Còn ba đồng chí đi vào. Các đồng chí B3 chọn bước lên báo cáo với đồng chí trung đội trưởng. Vâng, anh chị. Rồi, chúc các đồng chí mau chóng trở về đơn vị. Rồi, cảm ơn tất cả đồng chí. Cảm ơn tất cả đồng chí nha. Cảm ơn gì rồi. Nhìn giống cô Tấm ha.
trì thêm trung đội trưởng nói với tôi rằng là trên này có hình ngôi sao của Tổ quốc thì chúng ta không được để nó dính bẩn, dính bụi. Nghe xong thì sự rất xúc động và tôi đã hiểu. Dính ngôi sao là trong này. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Chiều nay tôi đảm nhiệm huấn luyện cơ trí, huấn luyện thể lực, nội dung, nuôi bao gói, trang bị, vật hộ. Tổ chức hội thao, trung đội chia làm 2 tiểu đội, mỗi tiểu đội gồm 4 chiến sĩ mới và 2 chiến sĩ cũ, với nhiệm vụ đưa 1 bè súng cối và 1 bè súng B-41 vượt hồ dài 150m, gồm 3 chặng, chặng 1 50m, chặng 2 vượt qua vật cản bèo và vật cản phao zigzag với tổng chiều dài là 50m. Chặng cuối 50m, tiểu đội 1 bơi ở giải 1, tiểu đội 2 ở giải 2. Thứ tự xuất phát, bè cối xuất phát được 10m thì bè B-41 bắt đầu xuất phát. Em rất lo. Em lo lắng cho những đồng chí ở trong đội của mình. Đồng chí Phát, đồng chí Hiếu, đồng chí Hải và đồng chí Sơn. Em quay ra em hỏi các đồng chí khác là đồng chí ơi, sông, à cái hồ đấy có sâu không? Sâu, đồng chí bảo là sâu, thế em lại càng lo. Thấy cái hồ lớn và thấy tất cả mọi thứ đã được bày sẵn ra là em, ồ trời ơi, mình liệu mình có làm được hay không? Lúc đó em thật sự hoang mang. Đồng chí Phát, có. Đồng chí bơi được bao nhiêu xa? Báo cáo đồng chí, tôi chỉ biết đạp nước chứ tôi không bơi được xa. Đối với các đồng chí chiến sĩ mới, những đồng chí nào biết bơi thì giơ tay. Được. Chết rồi. Mình bước ra đây có phải là sai rồi không ta? Cái cách mà mình bơi và thở, mình mất cái sự chuẩn khi mình làm cái tác dụng đó. Với cả hai nữa, lần cuối mình bơi kiểu đều đều, mình thấy là như là mình có thể bơi tốt á, là khi mình còn chắc khoảng 62-63 kg. Và bây giờ cộng thêm 30 kg nữa thì nó là một câu chuyện khác. Chị Hiếu, bây giờ trong trường hợp đồng chí phải thực hiện nhiệm vụ phải bơi từ bờ này sang bờ bên kia thì đồng chí sẽ xử lý như thế nào? Tôi sẽ cố gắng hết mình luôn ạ. Tôi sẽ cố gắng hết mình luôn ạ. Đồng chí có quyết tâm không? Quyết tâm ạ. Được. Không biết bơi mà lại bơi. Vẫn quyết tâm, rất quyết tâm. Trước mặt chúng ta là nhiệm vụ phải vượt qua. Hai đồng quyết tâm ạ. Quyết tâm. Tín hiệu xuất phát là tiếng nổ. Hai đội nghe rõ chưa? Có. Hai tiểu đội. Đây chị bè, bắt đầu. Kết quả chia đội như sau: tiểu đội 1, Duy Tuấn, Hoàng Hải, chiến sĩ cũ Tuấn Vũ với bè cối. Vịnh Phát, Việt Hoàng, chiến sĩ cũ Duy Quân với bè B-41. Tiểu đội 2, Huỳnh Sơn, Anh Hiếu, chiến sĩ cũ Việt Hoàng với bè cối. Mai Tài Phến, Ngọc Lập và chiến sĩ cũ Mạnh Dũng với bè B-41. Tiếp được. Lại một lần nữa được xếp chung với người anh mà mình rất yêu quý đó là anh Hiếu, anh Doraemon. Thực sự là mình không lo cho mình lo cho anh Hiếu nhiều hơn, tại vì anh Hiếu bị
cái chân của anh Hiếu bị sao ta, dạng như kiểu bị gân bên trong ấy, tức là nó đau ở bên trong chứ nó không có đau ở bên ngoài. Tức là anh ấy mà hoạt động mạnh, cử động mạnh cái chân ấy, thì ví dụ như giậm nhảy hay cái thứ nào anh sẽ rất là đau, đau ở bên trong, mình cực kỳ lo. Đứng làm sao đấy, làm sao mà anh Hiếu ở góc này yêu bao giờ này đóng trái đúng không? Đúng rồi, góc ở dưới ấy. Đầu tiên là em cùng với anh Tuấn đẩy bè có sông cối và đồng chí tiểu đội trưởng Vũ bơi ở bên trên. Rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu vì cái hồ quá lớn, quá dài và em chưa bao giờ bơi một cái hồ dài tới mức độ như vậy. Và không phải là mình bơi một mình bơi với cái bao gối. Rất nhiều dấu chấm hỏi cho đến khi cái bàn chân mình đã ướt khi mà nhúng xuống nước rồi, thì lúc đó phải cố gắng định thần lại. Thôi, nhiệm vụ đưa cái bao gối này qua bên kia một cách trọn vẹn. Xua hết xuống cái là em đạp đạp trái đạp phải đạp đông đạp tây đạp sao Mỹ sao đi thôi. Cái kia nó rất nặng, nhưng mà xuống nước thì khi mà mình đẩy nó đi, nó dưới nước thì nó sẽ nhẹ hơn, thì cái lực của mình khi mà tiến lên cùng với nó sẽ kéo mình đi thêm. Em cố gắng là em vịn cái bè ít nhất có thể để mà cái sức nặng của mình nó không bị ảnh hưởng cái chiếc bè á, để cho mọi người kéo nó nhanh. Do là chưa bao giờ được tập bơi như thế nào để mà cùng trợ sức cho nhau, nên là đội của em nó hơi chậm hơn một chút là như vậy. Và bây giờ cộng thêm 30 kg nữa thì quá đi.
1, 2, 2. Quên để điều chú Phát. Phát ổn Phát ơi. Đó đèo hoa hoa. Đèo hoa đèo hoa. Đèo hoa anh ạ. Điều chú Phát cố lên. Tiếp đi. Có một cái năng lượng từ đâu đến mình cũng không biết, rất là lạ. Em dịch ít nhất có thể thôi, thì em gái đạp. Đó, thì em chỉ đưa đúng cái miệng em lên để em thở thôi. Nhưng mà lâu lâu nó đập vô thì mình cũng gán mình nhẹn ấy ra xong rồi mình lại thở tiếp. Thì em duy trì ở cái mức độ đó và đạp nước. Em thấy là khá là hiệu quả. Sau đó thì cái chiếc bè của em là bắt kịp được cả chiếc bè của đồng chí Vũ, Tuấn và đồng chí Hải. Tôi nhắc lại tiểu đội 1 giữ đội hình. Mình đã nhìn ngước lên, mình nhìn những vị trí của đào đảo an toàn ấy, là mình đã nhìn họ để kiểu có lẽ trong đầu mình nghĩ là có lẽ là chắc phải gọi các anh cứu rồi.
Ok, vận động nó bị quá ấy, thì tim của mình nó không nhồi kịp, mình bị khó thở. Là mình hít lên, mình thở ra nhưng mà nó không oxy nó không vào kịp ấy. Lúc mà mình bước lên trên đấy là mình chỉ biết là hai cái chân của mình nó nhũn ra rồi. Đây là một nhiệm vụ khó. Đối với mình có lẽ chắc là mệt top 1, top 2 trong từ hôm mà mình nhập ngũ đến giờ. Kết quả tiểu hồi 1, 7 phút 30 giây, tiểu hồi 2, 10 phút 27 giây. Như vậy, tiểu hồi 1 giành chiến thắng trong hội thao buổi chiều ngày nay đối với nội dung thứ nhất. Chúc mừng tiểu hồi 1. Chúng tôi cũng chúc mừng kết quả của tiểu hồi 2, mặc dù là chưa tốt, nhưng trung đội cũng đã nhìn thấy được sự cố gắng, nỗ lực rất là cao của tiểu hồi 2. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, hôm nay tôi rất tự hào khi tiểu đội 1 đã giành chiến thắng. Và càng tự hào hơn, tôi xin thay mặt toàn bộ tiểu đội 1 xin rất cảm ơn sự chỉ huy tài tình của đồng chí tiểu đội trưởng. Và qua đó cũng cảm ơn tất cả các đồng đội của tôi đã chiến đấu hết sức. Đặc biệt là đồng chí Phát La đã cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc. Kể cả tiểu đội 2, có cả đồng chí Hiếu và đồng chí Sơn đã thật sự truyền cảm hứng cho tôi. Tôi xin hết ạ. Sau đây đồng chí Hiếu cho biết cảm nghĩ. Trong nhiệm vụ ngày hôm nay thì tôi được chứng kiến những cái sự quyết tâm và cái nỗ lực của những đồng chí kế bên tôi. Trong nhiệm vụ này thì thật sự tôi có vài lần cũng muốn buông bỏ, nhưng mà nghĩ đây không phải chỉ là tôi có hoàn thành được nhiệm vụ hay không, mà là tôi có muốn làm thất vọng những đồng chí xung quanh tôi hay không. Và tôi quyết tâm bằng mọi giá là không. Nên vậy tôi đã cố gắng hết mình. Có nhiều đoạn thật sự là tôi đã thật sự hết sức, nhưng vẫn đã cố gắng đu theo đến cuối để hoàn thành được nhiệm vụ ạ. Thật sự luôn, trước mặt mình là đồng chí Sơn đang hết mình đến đúng kiểu là mặt đỏ muốn hô lên, mà kiểu hai anh em mình cứ hô qua hô lại với nhau, cố tạo cho nhau động lực đủ thứ hết. Nhưng cái sự quyết tâm cái đấy là mình thật sự cái trong cái khuôn mặt đấy mình không biết quên được. Bất cứ bằng mọi giá ngay lúc đấy mình làm cái gì thì mình có thể làm, nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc. Đồng chí Sơn. Có. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi chỉ muốn phát biểu ngắn gọn có hai ý. Ý đầu tiên là trong cuộc đời của tôi thì có rất là ít lần mà tôi được làm những cái thứ mà vượt quá những cái giới hạn của bản thân như lần này. Tôi cảm thấy là tôi có cố gắng hơn bình thường rất rất nhiều. Và bản thân tôi tự ghi nhận là tôi có sự thay đổi tích cực. Đấy là điều thứ nhất. Và điều thứ hai mà tôi muốn nói đó chính là tôi muốn gửi một lời cảm ơn. Đầu tiên là tới đồng chí Hiếu. Rất là cảm ơn đồng chí Hiếu đã quyết tâm đến cùng với chúng tôi. Mệt cũng được nhưng mà phải về cùng nhau. Thứ hai là cảm ơn đồng chí Hoàng, là người truyền cái lửa và tốn công sức nhiều nhất ngày hôm nay, khi mà phải cố gắng để kéo cả đội. Tiếp theo là đồng chí Phến và đồng chí Dũng nữa, đã kịp thời hỗ trợ cái phao bè của chúng tôi để có thể kịp thời về đích. Và cuối cùng là đồng chí Lập đã cố gắng để bám đuổi được phao bè cùng nhau để về đích. Tôi hết ạ. Em nghĩ rằng là ngày hôm nay em và tất cả những đồng chí trong tiểu đội đã tìm được cái chìa khóa. Cái chìa khóa là luôn bên cạnh nhau. Đồng chí Phến cứ nhắc hoài cái slogan là dù có trong gai, sánh vai vượt hết, là cứ sánh vai cùng nhau để làm. Là bởi vì thực sự một mình
không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ của đội. Rất khó, cực kỳ khó. Trước tiên, tôi rất tự hào về Cao Chí chiến sĩ mới. Cao Chí từng bước, từng ngày, từng giờ trưởng thành, vượt lên trên chính mình. Và đối với các nhiệm vụ đã có ý thức là sẵn sàng, đã có suy nghĩ là nhiệm vụ nào cũng sẽ nhận và nhiệm vụ nào hoàn thành. Rất là tự hào về các đồng chí. Cái thứ hai là chúc mừng các tiểu đội, cái tinh thần đoàn kết, sự hiệp đồng ngày được nâng lên. Với tinh thần như vậy thì tôi tin tưởng rằng tất cả các nhiệm vụ sau này, hai tiểu đội và đặc biệt các anh chị chiến sĩ mới, các anh chị sẽ luôn kề vai sát cánh với nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đoàn kết thành sức mạnh, kỷ luật là sức mạnh, sẵn sàng hy sinh giúp đỡ đồng chí đội của mình. Chúc mừng các đồng chí. Mỗi lần mà vượt qua một cái gì đấy mình chỉ muốn khóc á. Nhưng mà mình nghĩ mình 31 tuổi khóc gì nữa. Một phải làm hay là chết ấy. Cho nên là bắt buộc phải làm. Khi mà mình làm thì mình thấy mình làm được. Và làm xong thì tự nhiên mình thấy mình lại khỏe hơn. Từ lúc quay cho đến bây giờ là 3 ngày. Tất cả mọi điều khó khăn nó chỉ có hai yếu tố thôi. Là ý chí và quyết tâm. Đương nhiên thì phải có sự đoàn kết thì mình sẽ chiến thắng. Và bây giờ thì qua đây thì cũng phải học thêm là phải có sự động viên nữa. Đôi khi những cái đồng chí khác mệt hoặc là cái khác lo lắng thì mình phải động viên. Mình cũng mới học thôi. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media. Sau đây, chô 1, nghỉ thể lao. Khi tìm hiệu, tập trung để hiện nhiệm vụ tiếp theo. Có chưa? Có. Có chưa? Có. Nhìn bên phải. Không. Thôi. Nội dung cuối buổi chiều ngày nay, tổ chức hội thao đấu vật tự do. Sau đây các chị quan sát, đồng chí Tiến, đồng chí Tuấn sẽ lên thực hiện động tác trước. Đồng chí Tiến, đồng Tuấn. Có. Lên sàn. Có. Hội thao đấu vật tự do trên sàn nổi quy định mỗi tiểu đội là một đội. Hình thức vật là đối kháng một đấu một trên sàn nổi có diện tích 10m². Khi thi đấu không được sử dụng các đòn triệt hạ. Các đòn khóa không được thực hiện quá 3 giây. Người nào chạm nước trước sẽ thua. Người chiến thắng sẽ được tính một điểm vào kết quả chung cuộc của cả đội. Đối chiến sĩ cũ thì giao cho hai tiểu đội theo chỉ cử người. Còn đối với chiến sĩ mới, tôi chỉ định như sau. Đồng chí Tuấn tiến một bước sẽ thi đấu với đồng chí Phến. Đó. Đồng chí Phến bước lên một bước. Cặp 2, đồng chí Hải, đồng chí Hiếu. Okay, I'm fine. Kinchana, ting ning ning. Báo cáo ông chí trung đội trưởng là 70 cân ạ. Báo cáo ông chí trung đội trưởng là 95 cân ạ. Chí Phát, đồng chí Sơn. Cặp 4, đồng chí Hoàng biết người thi đấu mình là ai chưa? Dạ tôi ạ. Là đồng chí Lập ạ. Được. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, nếu như mà mình ôm đối thủ, ôm đồng đội của mình. Ý đồng chí là cùng ngã gì? Kết quả là hòa. Dí cũng hài chúi. Hả? Mời anh.
ôm nhau tắm rồi. Đồng đội sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Vậy mời cặp một lên sàn. Cố lên. Mỗi mình quẩy không Phấn? Chơi đang quẩy luôn. Hai chị ra cẩn trương. Tôi bơi rất là tôi đuối. Bơi lên rất là mệt đây. Chúc đội cho chàng vào tay. Ủa là đấu chưa? Trời ơi, chưa kịp xem, chưa kịp thấy gì hết. Quẩy được rồi. Gì? Hả? Quẩy được rồi. Quẩy à? Ôm nhau tắm rồi. Ok. À chị lên sàn. Chưa, xin chưa kịp xem, chưa kịp thấy gì hết. Hai anh em ôm nhau xoay vòng tròn bay. Nói chung là cũng biết. Mà biết đại đội trưởng sắp đặt rồi. Muốn hai người thử trước coi sao. Chưa thí hiệu của tôi, chỉ lên sàn đấu lại. Sẵn sàng. Chúc mừng đồng chí Phến. Hai chí về vị trí. Đồng chí Phát và đồng chí Sơn. Xuống nước, lên sàn. Tiểu đội 1 đang bị tiểu đội 2 dẫn trước với tỷ số 1-0. Chí Phát có quyết tâm giành lại một điểm cho tiểu đội 1 không? Quyết tâm. Không bé vậy. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Được không? Đồng chí Sơn có sẵn sàng giành lấy một điểm nữa để nâng tỷ số 2-0. Sẵn sàng. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Golden. 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 Cố lên! Cố lên! Mày lên! Mày lên! Lên! Mày lên! Cố lên! Cố lên! Ôi hay hay! Ôi hay hay! Ôi hay hay! Ôi hay hay! Chạy đi, chạy rồi! Sợ lên, lên lên! Tôi nhìn thấy sự thất vọng của đồng chí Vũ, tiểu đội trưởng. Rất tin tưởng chỉ phát giành một điểm nhưng không ngờ đồng chí đẩy thuốc nhanh quá. Vừa vô cái là em bắt đầu diễn tư phẩm là em thủ võ rồi cái thứ. Là anh Subin sao anh quên hay sao á, là anh bay vô anh quật em đẩy anh xuống luôn đó. Chắc là anh chỉ nghĩ là anh giật xuống cho lẹ để thắng cho lẹ, không có nhu cầu cống hiến. Như vậy tỷ số tiếp tục nâng lên cho tiểu đội 2. Đồng chí tiểu trưởng tiểu 1 và tiểu đội 2, các chị có thay đổi chiến thuật hay không?
Vâng, ông chỉ là chỉ là tôi vẫn tin tưởng ba đồng chí còn lại của đội tôi. Cố lên, Hiếu ơi. Đồng chí Hiếu, đồng chí Hải, xong chưa? Xong. Về vị trí. Chuẩn bị. Đóng cửa giữa. Đóng cửa giữa. Chị Hải nó thấp thôi. Thấp thôi rồi. Lúc đó thực ra em cũng chẳng nghĩ gì, tại lúc em thấy khá là vui ấy. Em nghĩ là anh Hiếu chắc cũng có phần nhường em đấy. Chứ là nếu không thì anh Hiếu nặng như thế đẩy một phát thì em bay. Cuối rồi. Ai đi cản trường? Đồng chí Lập, một quyết tâm thắng trận đấu này để giành thắng chung cuộc cho tiểu đội mình không? Dạ quyết tâm. Dạ quyết tâm. Được. Đồng chí Hoàng, thì đồng chí đã nghe đồng chí Lập hô quyết tâm thì đồng chí có lo lắng không? Hơi lo. Hơi lo. Để thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Xuống tiếp nước, lên sàn. Lên. 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 Đồng chí Vũ có ý kiến gì? Báo cáo như này chẳng là tôi đây thì cố lên xe đấu cường chiến sĩ cũ của tôi. Không, tao đưa là đấu luôn đi. Giữ đồng chí Tùng. Tôi thì hai đồng chí xuống rồi cho phim luôn. Đồng chí Lập, đồng chí Hoàng lên sàn. Lên. Bruno hôm nay sẽ gặp stereo. Đồng chí Hoàng về vị trí. Cái gì chị Hoàng? Làm nên lịch sử Lập ơi. Không sợ. Sẵn sàng. Đồng chí Lập, qua lên. Qua lên, tập xuống. Qua lên. Qua lên. Qua lên. Tập rồi, tập rồi. Yêu cầu hai chí thi đấu quyết liệt hơn. Đúng rồi. Dừng tập. Chị Lập của Hoàng về hai góc. Đâu lại, đâu lại. Ôi, tính ra Lập đánh mạnh mạnh nha. Mạnh nha, Lập mạnh khó nha. Tôi nhắc đồng chí Hoàng. Không dùng những con khóa. Không, mà ngay mà làm sai là em phải nhận lỗi ngay lập tức.
em lại dùng những cái động tác khóa với lại đồng chí Lập. Nhưng em cũng xin nói là em biết lực và em biết cách làm chứ em không hề cố ý. Tôi nhắc đồng chí Hoàng, không dùng những đòn khóa. Chuẩn bị. Tiến lên, tiến lên. Không luôn. Không luôn. Không luôn. Hai chị về hàng. Em hoàn toàn không có niềm tin em thắng khi mà em được đấu với lại đồng chí Hoàng. Là bởi vì đồng chí Hoàng đã được mệnh danh trong tiểu đội rằng là một người rất khỏe của tuổi trẻ. Chứng tỏ rằng là đồng chí Hoàng rất là hăng say, rất là hừng hực máu lửa. Bởi vì đồng chí Hoàng đang ở tuổi trước 30. Dạ, còn em thì là đã 30 rồi, em 30 rồi, em 30, 31 rồi. Và những đồng chí khác cũng đã hơn 30. Nên là cái sức nó cũng khác hơn một chút xíu. Nhưng mà em rất là mừng khi mà trung đoàn của tụi em có được một đồng chí trẻ mà cực kỳ hăng say và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Qua 3 vòng thi đấu, tỷ số giữa tiểu đội 1 và tiểu đội 2 lần lượt như sau: 0-1, 0-2, 1-2. Và sau chiến thắng của Việt Hoàng trước Huỳnh Lập, tỷ số hiện tại giữa hai tiểu đội đang là 2 đều. Áp lực giành chiến thắng chung cuộc đặt hoàn toàn vào trận đấu giữa hai chiến sĩ cũ. Đồng chí Cường và đồng chí Tùng, lên sàn. Sau giấc ngủ sản xuất bởi Viettel Media. Hai, hai, trông đẹp đấy. Anh Phến ạ.